Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 5 năm 2017. Ngày hôm qua thì tôi mới nhận được một cái giấy đòi nợ đây. Rồi các đồng chí còn khuyến mãi cho tôi thêm một cái giấy mời nữa. Cái giấy mời là giấy mời này là lần thứ 16 tôi được giấy mời này là phòng PA88 tỉnh Đồng Nai mời. Thế tôi đọc thoáng qua cái giấy đòi nợ. Sở Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Sở về việc đôn đốc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, kính gửi ông Nguyễn Duy Tân. Ngày 12 tháng 4 năm 2017, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Duy Tân số tiền là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều khoản 1 điều 73 luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 mà ông Nguyễn Duy Tân vẫn chưa chấp hành. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị ông Nguyễn Duy Tân phải nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên. Tôi đọc tóm tắt như vậy. Quá thời hạn mà ông Tân vẫn chưa thi hành, Sở Thanh tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Đấy là cái giấy đòi nợ đây. Lát nữa tôi sẽ chụp hình tôi đăng lên luôn. Và cái giấy mời này, các đồng chí khuyến mãi cho tôi thêm cái giấy mời này nữa. Là mời tôi lần thứ 16 rồi, là đúng 8 giờ 30 ngày mùng 8 tháng 5 năm 2017 đến cơ quan tôi tại phòng PA88 Công an tỉnh Đồng Nai, số 161 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai để làm việc. Thế thì tôi cũng trình bày với các đồng chí là từ khi mà ngày 12 tôi nhận được cái giấy quyết định xử phạt hành chính 20 triệu thì tôi cũng lo lắng lắm. Tôi cũng đi sang dòng chữ cứu thế gặp cha Linh Hướng để hướng dẫn tôi. Thế thì tôi theo sự hướng dẫn của các cha dòng chữ cứu thế thì tôi sẽ thực hiện 3 bước. Bước thứ nhất là tôi đi gặp tòa đại sứ để xin tòa đại sứ Mỹ can thiệp và nhưng mà họ không can thiệp vào vấn đề 20 triệu này được. Rồi bước thứ hai á, là tôi phải làm đơn khiếu nại, khiếu kiện bởi vì tôi chưa phạm tội, tôi mới suýt phạm tội đây. Rồi bước thứ ba là tôi quyên góp tiền. Tôi quyên góp xin mỗi người giúp tôi một tờ này 1.000 đô Việt Nam này. Như vậy sẽ cần có 20.000 người thì tôi sẽ đủ tiền đóng phạt. Và bước thứ ba thì là quyên góp tiền. Bước thứ tư thì tôi đi nộp phạt. Thế dự định của tôi là như vậy. Và tôi cũng hôm đầu tuần đi tĩnh tâm ở tòa giám mục 2 ngày tôi cũng gặp bề trên. Tôi cũng trình bày 3 bước của tôi như vậy.